giật phong giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm xa xa lâm phàm trong mắt lộ ra trần kinh một quyền hắn bị một quyền đánh bại cái này khiến hắn rất khó tiếp nhận phải biết hắn nói thế nào tại hạ tiên giới cũng là thuộc về đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên kiêu thế nhưng là đâu hắn thế mà bị người một quyền đánh nổ khó chịu thật rất khó chịu nếu như hắn thua với thế hệ trước hắn còn sẽ không như thế khó chịu thế nhưng là hắn thua với chính là thế hệ tuổi trẻ hơn nữa còn là bị người một quyền đánh bại kết quả này thật làm hắn khó có thể tiếp nhận lâm phàm nhìn lấy giật phong cười nói người cũng liền khi dễ nữ tử nghe vậy giật phong chán nổi gân xanh lên trong mắt nộ hỏa cơ hồ ngưng tụ thành thực chất người muốn chết theo gầm lên giận dữ một đạo đáng sợ thương ý từ hắn trên người phóng lên tận trời trong chốc lát toàn bộ thương không trực tiếp bị đâm rách một cái đại lỗ thủng mà cũng đúng lúc này một thanh màu vàng trường thương đâm rách thời không thẳng đến lâm phàm mà đi tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đã đi tới lâm phàm trước người lâm phàm mặt không biểu tình lập tức nâng tay phải lên oanh giữa thiên địa nhất thời liền bộc phát ra một đạo làm lòng người đầu du lên sóng xung kích giữa sân trừ tô trần cùng cố huân nhi những người khác ảo à ảo nhanh lùi lại mọi người giữ vững thân thể nhìn lấy tình cảnh này trên mặt tác ra kiên kỵ cung hoảng sợ chỗ nào tô trần sau lưng cổ huân nhi nhịn không được nước ngụm nước bọt một thương này thật mạnh đúng lúc này giữa sân mọi người vẻ mặt ngẩn ngơ tất cả đều hóa đá tại nguyên chỗ trong mắt khó có thể tin có thể thấy rõ ràng chỉ thấy trên trời cao lâm phàm lại một cái tay cầm chui này chừng thương mà lại còn lông tóc không thương miệng nó tình huống như thế nào hắn mạnh như vậy sao có người kinh hô nói tất cả mọi người giờ phút này dòng đều sôi trào trên mặt mỗi người đều là vẻ kinh hãi tiểu lan chừng tò mắt ta đi người này cũng quá bất hợp lý đi Tưởng hân cũng là bị chấn kinh đến nói không ra lời một thương kia thật là đáng sợ nếu như nàng đối mặt một thương kia tuyệt đối chết không có một tia còn sống khả năng thế mà lâm phàm lại có thể lông tóc không thương dễ dàng như thế liền ngăn lại một thương này là thật có chút nghịch thiên xa xa giật phong giờ phút này người đều choảng váng hắn ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem lâm phàm trong lòng lại tràn ngập ra hoảng sợ lâm phàm cầm thương nhọn trong mắt hiển thị rõ bình tĩnh sau một khắc tay phải hắn bỗng nhiên dùng lực ầm um, trường thương tại chỗ nổ tung ra theo trường thương nổ tung giật phong cũng lấy lại tinh thần đến không có chút gì do dự hắn xoay người chạy lâm phàm thực lực đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn nếu là nếu không chạy hắn chỉ có thể chết nhìn lấy chạy trốn giật phong lâm phàm khóe miệng nhấc lên sau đó đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lúc đã đi tới giật phong phía trước giật phong sắc mặt biến đổi lớn quay người hướng về một bên khác chạy tới nhưng hắn vừa mới chuyển thân một cái tay cũng đã nắm ở vai của hắn giật phong trong mắt hung ác một trường hướng sau lưng vỗ tới mà đúng lúc này một cỗ lực lượng kinh khủng trong né mắt liền đem hắn trấn áp tại nguyên chỗ giật phong cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ trong mắt tràn ngập hoảng sợ cung mặt mũi tràn đầy trần kinh hắn run giọng nói sao làm sao có thể cung giật phong cùng nhau năm người gặp một màn này trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa chạy tới vu vu một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời chạy trốn một người trong đó đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ trong mắt mang theo không cam lòng ngay sau đó khí tức của hắn liền hoàn toàn biến mất không thấy mà đau của hắn cũng theo thân thể tuột xuống ba người khác thấy thế sắc mặt trắng nhợt trái tim đều muốn bị dọa đi ra có thể không chờ bọn họ phản ứng lại một đầu người phóng lên tận trời còn lại hai người nhìn lấy tình cảnh này hồn đều muốn bị dọa bay bọn hắn cắn răng liều mạng hướng về nơi xa chạy phốc phẩy lại một đầu người phóng lên tận trời còn lại vị nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co vào sau đó hắn đem ngón tay kẻ cắn nát ngay sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết sau một khắc hắn cắn nát ngón tay cái bên trong đột nhiên tuôn ra đại lượng máu tươi mà sắc mặt của hắn trong nháy mắt bên đến trắng xám vô cùng nhìn không thấy một điểm huyết sắc nhưng máu tươi này đem hắn bao phủ lập tức chỉ nghe phanh một tiếng người khác biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một mảnh máu tươi cùng lúc đó mấy ngàn vạn dặm bên ngoài vị nam tử kia thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau đó nặng nề mà ngã xuống đất Nam tử giờ phút này khí tức cực kỳ suy yếu, dường như một giây sau liền muốn không được, nhưng hắn không dám do dự, cắn răng, theo mặt đất đứng lên. Ngay sau đó khập khiễng hướng lấy bí cảnh đi ra ngoài, một bên khác, Lâm Phàm nhướng mày, hướng về nam tử kia biến mất địa phương nhìn thoáng qua. Bí thuật, rất lời, hắn quay đầu mắt nhìn Tô Trần, trong mắt lộ ra nghi hoặc, có điều hắn cũng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía rất phong. Thời khắc này giật phong toàn thân càng không ngừng run rẩy, hoảng sợ cơ hồ đen nội tâm của hắn lấp đầy. Tha, tha mạng, Lam Phàm bình tĩnh nhìn lấy hắn, không nói gì. Phốc vầy, giật phong cứng ngắc tại nguyên chỗ, run rẩy thân thể cũng tại lúc này đình chỉ. Chỉ thấy hắn giữa lông mày giờ phút này đang cắm một đạo kiếm khí, huyết dịch theo giữa lông mày trượt qua gương mặt của hắn, trên mặt hắn lộ ra không cam lòng còn có hoảng sợ. Sau đó, thân thể của hắn trực tiếp hướng về sau lưng đổ tới, sinh mệnh khí tức cũng tại lúc này hoàn toàn biến mất mà cũng vào thời khắc này một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ giật phong thể nội bộc phát ra ngay sau đó một vị ông lão mặc áo bào trắng xuất hiện ở trong sân từ phủ thánh địa bạch lão nhìn lấy ra phong thi thể bạch lão giận tím mặt khí tức kinh khủng từ hắn trên người chấn động ra tới tường hân cùng tiểu lan sắc mặt trắng nhợt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy bạch lão lúc này bạch lão mãnh liệt nhìn về phía lâm phàm cả giận nói người sao dám giết hắn sao dám nói hắn đột nhiên nâng tay phải lên sau đó đối với lâm phàm bỗng nhiên một nắm trong chốc lát một đạo kinh khủng cự thủ trực tiếp hướng về lâm phàm chộp tới lâm phàm nhớ may lập tức một quyền đánh ra oanh chỉ nghe một tiếng nổ vang lâm phàm cả người nhanh lùi lại hắn giữ vững thân thể nhìn lấy bạch lão trong mắt vô cùng ngừng trọng một đạo thân hồn liền mạnh như vậy bạch lão giờ phút này trong mắt cũng lóe qua một việc kinh ngạc ngươi là ngụy tiên cảnh không thể không nói hắn giờ phút này thật trấn kinh con trẻ như vậy ngụy tiên hẳn cũng là lần đầu gặp lâm phàm nhìn lấy bạch lão không nói gì bạch lão sắc mặt âm trầm trầm giọng nói ngươi là ai nói thật hắn hiện tại còn thật không dám đối lâm phàm tuy tiện động thủ con trẻ như vậy ngụy tiên nếu là sau lưng không có thế lực hắn đánh chết cũng không tin thế nhưng là toàn bộ hạ tiên giới ai có thể bồi dưỡng được loại này yêu nghiệt bạch lão cau mày thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng lâm phàm vẫn không có nói chuyện bàn tay hắn mở ra thị huyết kiếm xuất hiện tại trong tay trong mắt tỏa ra nồng đậm chiến ý gặp một màn này bạch lão bị chọc giận quá mà cười lên ngươi sẽ không muốn ra tay với ta à ta cái này tuy chỉ là một đạo thân hồn nhưng cũng không phải ngươi có thể vu vù, vù, bạch lão lời còn chưa nói hết một đạo tiếng kiếm reo vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy lâm phàm đột nhiên biến mất tại nguyên châu trên đường hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm một kiếm này ẩn chứa uy thế ngập trời phát ra dư uy trực tiếp đem trăm vạn giảm không gian tê liệt hừ bạch lão ánh mắt dần dần biến đến băng lãnh lập tức năm ngón tay nắm chặt ngay sau đó một quyền đánh ra oanh kinh khủng sóng xung kích trong né mắt khuếch tán đến trăm vạn trượng có hơn lâm phàm cùng bạch lão đồng thời nhanh lùi lại bạch lão một mặt khiếp sợ nhìn lấy lâm phàm ngụy tiên cảnh tứ trọng nói xong sắc mặt hàn âm trầm xuống lâm phàm có ngụy tiên cảnh tứ trọng thực lực đây là hắn tuyệt đối không nghĩ đến phải biết trẻ tuổi như vậy ngụy tiên cảnh tứ trọng toàn bộ hạ tiên giới căn bản không thể nào có thượng tiên giới hắn đến từ thượng tiên giới niệm đến tận đây bạch lão thần sắc trở nên khó coi nếu như lâm phàm đến từ thượng tiên giới vậy liền không dễ làm lâm phàm trong mày trong lòng trầm trọng lão đầu này vẻn vẹn chỉ là một đạo thân hồn nhưng lại có thực lực như thế hắn hít sâu một hơi ánh mắt không có em ngại cũng đúng lúc này hắn thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên trộ xuất hiện lúc đã đi tới lão gia đỉnh đầu ngay sau đó hắn một kiếm bỗng nhiên chém xuống kinh khủng kiếm thế trong nháy mắt liền đem bạch lão khóa chặt bạch lão bỗng nhiên ngẩng đầu lập tức một quyền đánh ra vô số quyền ý huyền giống như thủy triều tuôn ra oanh theo một tiếng vang thật lớn bạch lão cả người bị hất bay ra ngoài mà cũng vào thời khắc này một đạo kiếm ý từ trên trời giáng xuống sẽ rách thời không khủng bố như vậy bạch lão đồng tử bỗng nhiên co vào hắn tâm niệm vừa động một cỗ lực lượng kinh khủng từ hắn trên người phóng lên tận trời oanh kiếm ý trực tiếp bị cái này có lực lượng kinh khủng tịch diệt bạch lão lần nữa nhanh lùi lại trên đường lâm phàm đột nhiên xuất hiện ánh mắt của hắn lộ ra băng lánh lập tức búng nhiên một kiếm đâm ra một kiếm này rất kỳ diệu giống như ẩn chứa mấy đạo kiếm ý quý nhất bạch lão sắc mặt đại biến một kiếm này quá nhanh hắn căn bản phản ứng không kịp chỉ có thể chờ mắt nhìn lấy một kiếm này xuyên qua chính mình giữa lông mày phốc vầy, bạch lão hai con mắt trợn lên tại không cam bên trong tiêu tán tại phiến thiên địa này lâm phàm từng ngụm từng ngụm thở hổn hển sắc mặt có chút tái nhợt vừa mới cái kia một kiếm cơ hồ đem trong cơ thể hắn tiên khí quét sạch sành xanh hắn không nghĩ Tôi Trần dạy hắn một kiếm này kỹ thế mà như thế phí tiên khí, bất quá, cái này cũng bình thường. Dù sao hắn vừa mới thế nhưng là liền chẳng năm đạo kiếm khí. Năm đạo kiếm khí, đây đã là cực hạn của hắn. Bạch lão cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh, hắn đều không nghĩ tuổi có thể một kiếm liền đem Bạch lão dây. Tưởng Hân cùng Tiểu La lúc này xuất hiện tại Lâm Phàm bên cạnh, Tưởng Hân quan tâm nói: "Công tử ngươi không sao chứ?" Lâm Phàm lắc đầu, ánh mắt vô ý thức mắt nhìn Tưởng Hân. Tưởng Hân lông mày lông vẩy một cái, năng tự nhiên chú ý tới Lâm Phàm ánh mắt, bất quá cũng không có để ý tưởng hân nói đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp tiểu lan cũng vội vàng nói đa tạ công tử lâm phàm lắc đầu nói không có việc gì đang khi nói chuyện hắn lại nhìn mắt tưởng hân tưởng hân trừng mắt nhìn công tử sao rồi lâm phàm hơi đỏ mặt không có việc gì gặp một màn này một bên tiểu lan ánh mắt sáng lên công tử ngươi sẽ không đối tưởng hân tí nhất kiến trung tình đi lâm phàm đến vội vàng lắc đầu thấp giọng nói không có không có tưởng hân trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng cả giận nói tiểu lan ngươi nói cái gì đó tiểu lan cười hắc hắc tưởng hân tỷ ngươi nhìn hắn nhìn ánh mắt của ngươi đều không thích hợp nghe vậy tưởng hân vô ý thức nhìn về phía lâm phàm lâm phàm giờ phút này cũng đúng lúc nhìn về phía nàng hai người ánh mắt đối mặt trong tích tắc dường như thời gian đều tại thời khắc này dừng lại chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở xa xa tô trần lông mày nhướn lên ra hỏa này một bên cổ Hoan nhi phóc phải cười một tiếng không nghi tới hắn giống như ta tô trần nhìn về phía nàng coi từ gì cổ huân nhi hơi đỏ mặt liền vội vàng lắc đầu không có việc gì không có việc gì Tô Trần cho mày, thông minh hắn tự nhiên minh bạch cái gì, khuấy miệng của hắn nhấc lên, cười nói. Yên tâm đi, ta là người vĩnh viện không có được nam nhân. Nghe vậy, cổ hoa nhi lập tức nhìn về phía Tô Trần, chu cái miệng, tự luyến cuồng. Nói, nàng đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, mà tại nàng quay đầu trong nhảy mắt. Trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm. nàng biết, Tô Trần cùng với nàng là một trời một vực, bọn hắn căn bản không thể nào cùng một chỗ. Cho nên đối mặt phần nhân tình này tố, nàng chỉ có thể lựa chọn giấu ở sâu trong nội tâm. Tiểu Lan cười hắc hắc, nha, ngươi hai cái muốn nhìn tới khi nào á nghe vậy lâm phàm cùng tưởng hân đồng thời phản ứng lại khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng sau đó hai người đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác không còn dám cùng đối phương đối mặt giờ phút này trong không khí đều tràn ngập lúng túng vị đạo tưởng hân tựa hồ nhớ tới cái gì bàn tay mở ra một đoá có bảy loại màu sắc hoa sen xuất hiện tại trong tay nàng nàng sen thấy lâm phàm giải thích nói đó này hoa sen tên là thất thải tiên liên uống vào về sau có thể tăng cao tu vi cái kia giật phong vừa mới cũng là muốn cướp đoạt cái này thất thải tiên liên vừa mới nếu không phải công tử cứu ta hai người ta hai người chỉ sợ đã chết cho nên đoá này tiên liên liền đưa cho công tử nói nàng đen tiên liên đưa cho lâm phàm lâm phàm nhìn lấy tiên liên cũng không có tiếp nhận mà chính là lắc đầu nói cái này đối ta vô dụng người giữ đi nghe vậy tưởng hơn sững sờ sau đó nhớ tới cái gì xin lỗi nói ngươi là ngụy tiên cái này tiên liên xác thực đối ngươi vô dụng xin lỗi ta chỉ có cái này đen ra được nghe xong lâm phàm liền vội vàng lắc đầu cô nương không cần như thế ta cứu ngươi chính là không quen nhìn người nam kia Tưởng Hân vừa muốn nói chuyện, có thể lúc này, Tô Trần đột nhiên nói, người rốt cuộc muốn giày bỏ khốn khổ tới khi nào? Nghe được câu Trần lời nói, Lâm Phàm quay đầu nhìn qua nói, lập tức nói, hẳn ánh mắt nhìn về phía Tưởng Hân, trong mắt lộ ra không muốn. Tưởng Hân cúi đầu xuống, không nói gì thêm. Tiểu Lan khóe miệng có chút nhắc lên, sau đó nói, công tử, có thể hay không để cho chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ? Lâm Phàm do dự một chút, sau đó nói, cái này cần ta sư tôn đồng ý mới được. Sư tôn, hai nữ sửng sốt, Lâm Phàm nói, cũng là cái kia dài đến đặc biệt đẹp bẽ chính là ta sư tôn. Nghe vậy, hai nữ một mặt chấn kinh. Tiểu Lan nói, vậy ngươi sư tôn chẳng phải là song ngươi còn lợi hại hơn. Lâm Phàm cười khổ nói, há lại chỉ có từng đó là lợi hại hơn ta, toàn bộ tiên giới, chỉ sợ đều không người là ta sư tôn đối thủ. Cái gì? Tiểu Lan trừng tò mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi đang nói đùa chứ, toàn bộ tiên giới người đều không phải là ngươi sư tôn đối thủ. Tưởng Hân cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hiển nhiên, các nàng đối lời này biểu thị hoài nghi sao toàn bộ tiên giới người đều lợi hại thổi ngư bước đi cái này sao có thể lâm phàm của quyết gật đầu mê mơ mê mơ tiểu lan khuế miệng giật một cái công tử nói khoác sư tôn của mình cũng không đến mức như thể nói khoác à lâm phàm gật, thật tiểu lan còn muốn nói điều gì nhưng lại bị tưởng hơn ngăn lại mặc kệ công tử nói có phải thật vậy hay không nhưng có thể xác định chính là công tử sư tôn tuyệt đối không phải người bình thường chúng ta không cần phải nghi vấn nghe xong tiểu lan suy nghĩ một lát sau đó gật một cái nói cũng đúng Nàng hai người mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt vẫn là lộ ra một vẻ hoài nghi, hiển nhiên. Hai nàng vẫn là chưa tin, nhưng là sợ Lâm Phàm ném đi mặt mũi, mới nói như vậy. Lâm Phàm nhịn không được cười khổ một tiếng, hắn tự nhiên biết hai nữ không tin. Nhưng hắn cũng không có giải thích, bởi vì giải thích, nhân gia cũng không thể nào tin tưởng dù sao. Nếu như hắn không hiểu rõ Tô Trần điều kiện tiên quyết, vậy hắn cũng không tin Tô Trần so toàn bộ tiên giới người đều lợi hại. Bởi vì cái này thực sự quá bất hợp lý, toàn bộ tiên giới cường giả nhiều không kể xiết ai dám xưng so toàn bộ tiên giới người đều lợi hại muốn không phải hắn hiểu rõ tô trần hắn thật không tin có loại này người tồn tại lâm phàm quay người nhìn về phía tô trần do dự một chút sau đó nói sư tôn có thể hay không làm cho các nàng cùng chúng ta cùng một chỗ tô trần nhìn lấy lâm phàm bình thản nói tùy người vậy nghe vậy lâm phàm trong lòng vui vẻ tạ ơn sư tôn tô trần khẽ gật đầu không nói chuyện lâm phàm nhìn về phía hai nữ cười nói sư tôn đồng ý cùng đi a à. hai nữ gật gật đầu sau đó cùng lâm phàm đi tới tô trần bên người tưởng hân đối với tô trần thi lễ một cái đa tạ công tử tiểu lan cũng liền bận điệu thi lễ một cái đa tạ công tử nói xong nàng ngẩng đầu nhìn một chút tô trần trái tim nhỏ đập bịch bịch tô trần mắt nhìn hai nữ sau đó gật một cái tưởng hân lúc này nhìn về phía cổ huân nhi ngay sau đó lần nữa thì lễ một cái cổ tiểu thư cổ huân nhi sững sờ nhìn lấy tưởng hân người biết ta tưởng hân mỉm cười phiêu miểu tông đại tiểu thư ta làm sao lại không biết đâu nghe xong cổ huân nhi cười cợt không nói gì tô trần đột nhiên nói đi Nói xong, hắn hướng thẳng đến một chỗ đi đến. Mọi người thấy thế, vội vàng đi theo. Trên đường, mấy người lẫn nhau giới thiệu một chút về mình tên. Tiểu Lan đem mặt tiền đến tưởng hân bên tai, lặng lẽ nói. Tưởng hân tỷ, cái này tô trần công tử tốt cao lạnh à. Tưởng hân mắt nhìn tô trần, gật một cái. Xác thực cao lạnh, tiểu Lan bất đắc sĩ nói. Ai, như loại này nam tử là khó khăn nhất tiếp xúc. Tưởng hân quay đầu nhìn về phía tiểu Lan. Ngươi vẫn là thu hồi cái kia ý nghĩ đi. Tô công tử cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Tiểu Lan nhún vai, Ta đương nhiên biết a. À. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra một vệt đắng chát. Thật vất vả gặp phải cái động tâm, ta còn không sừng với. Cái này tính là gì sự tình à? Tưởng Hân nói, sớm muộn cũng sẽ gặp phải, không vội. Nói, nàng vô ý thức mắt nhìn phía trước Lâm Phàm. Tiểu Lan ha ha một tiếng, loại này nam tử nơi nào có tốt như vậy gặp phải? Ngươi vận khí ngược lại là tốt, gặp Lâm Phàm công tử. Nghe xong, Tưởng Hân sắc mặt đỏ lên. Ngươi đang nói gì đấy? Tiểu Lan liếc mắt, không nói gì thêm. Phía trước, Lâm Phàm do dự một chút, sau đó nói, Sư Tôn, mày vừa mới vì sao không giúp ta đem người kia giải quyết? Tô Trần lết qua bên cạnh Lâm Phàm, ta nói cho ngươi, chính ngươi nhận nhân của chính ngươi gánh chịu, ta không sẽ giúp ngươi. Lâm Phàm trầm mặc, hồi lâu sau, hắn nói, ta đã biết, Tô Trần nói, ngươi người hiền lành này tính cách đến đổi một chút, không cần gặp phải không chuyện may mắn. Liền đầu óc phát sốt đi hỗ trợ, không phải vậy sau cùng bất hạnh người lại là ngươi. Nghe xong, Lâm Phàm tiếp tục trầm mặc, kỳ thật, trong lòng của hắn rất là không hiểu, chính mình rõ ràng tại làm việc tốt, vì cái gì sau cùng ngược lại chính mình sẽ trở thành may mắn người không hiểu hắn thật không hiểu nhìn lấy trầm mặc lâm phàm tô trần khẽ lắc đầu trong lòng thở dài một tiếng hắn quyết định ra bí cảnh về sau liền không quan tâm lâm phàm nhưng tiểu tử này kinh lịch một chút tu tiên giới hiểm ác chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể minh bạch một ít gì đó từ phủ thánh địa trên đỉnh núi đang cùng hắc lão đánh cờ bạch lão giờ phút này đột nhiên tức giận một đạo lực lượng kinh khủng từ hắn trên người quét sạch ra toàn bộ thời không đều đang sôi trào hắc lão câu mày người nổi điên làm gì bạch lão mặt mũi tràn đầy nộ khí nghe được hắc lão lời nói hắn cưỡng ép ổn định tâm tình của mình sau đó nói giật phòng chết nghe vậy hắc lão thì một mặt bình tĩnh chết thì đã chết thôi đến mức phát lớn như vậy tính khí sao nghe xong hắc lão lời nói bạch lão cả giận nói đây chính là ta từ phủ thánh địa thánh tử hắc lão nói thánh tổ lại như thế nào bạch lão cẩn răng nói hắn thiên tư yêu nghiệt hắc lão thản nhiên nói ta từ phủ thánh địa chẳng lẽ cũng chỉ có hắn một cái thiên tư yêu nghiệt người bạch lão song quyền nắm chặt chắn nồi gân xanh lên cả người ẩn ẩn có chút nổi giận dấu hiệu hắc lão thấy thế bất đắc sĩ thở dài nhưng giật phong trung quy là ta từ phủ thánh địa thánh tử hiện tại thế mà bị người giết đây không thể nghi ngờ là tại đánh chúng ta từ phủ thánh địa mặt nghe xong nguyên bản nổi giận bạch lão giờ phút này dần dần khôi phục tâm tình hắc lão một mặt bất đắc sĩ, sau đó hỏi ai giết giật phong bạch lão hít sâu một hơi sau đó liền đem bí cảnh bên trong phát sinh sự tình nói một lần một phút sau, nghe xong bạch lão nói lời, hắc lão trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới nói. Thế hệ tuổi trẻ, ngụy tiên tứ trọng, giống như bực này yêu nghiệt, nhất định là đến từ thượng tiên giới. Bạch lão song quyền lần nữa chặt nắm lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắc lão lúc này lắc đầu nói, thu này chúng ta không thể báo. Nghe vậy, bạch lão cả giận nói, vì cái gì? Hắc lão nhìn lấy bạch lão, bình tĩnh nói, băng hàn đến từ thượng tiên giới. Bạch lão liền nói ngay, đến từ thượng tiên giới lại như thế nào? chúng ta từ phủ thánh địa tại thượng tiên giới cũng có người hắc lao nói vạn nhất người ta tại thượng tiên giới thế lực so với chúng ta lớn đâu bạch lão cả giận nói nơi nào có nhiều như vậy vì cái gì dù sao ta muốn hắn chết đang khi nói chuyện hắn cũng không khống chế mình được nữa trên người lực lượng trong nhảy mắt toàn bộ từ phủ thánh địa giờ phút này đều bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao trùm từ phủ thánh địa tất cả mọi người kinh hãi cho là có cường địch đột kích có thể cảm thụ được cỗ này lực lượng quen thuộc bọn hắn nghi ngờ đây là phó thánh chủ lực lượng phó thánh chủ đây là thế nào vì gì tức giận như vậy trên đỉnh núi hắc lão nhìn lấy nổi giận bạch lão lắc đầu bất tác sĩ. thánh chủ phó thánh chủ không xong không xong lúc này một đạo lo lắng tiếng chuyển đến nghe được đạo thanh âm này bạch lão lập tức đem phát ra lực lượng thu hồi sau đó phủi phủi quần áo ngay sau đó liền ngồi xuống cũng đúng lúc này một vị nam tử xuất hiện ở trong sân nam tử mới vừa xuất hiện liền hai chân mềm nhún ngã xuống đất Khi tất cả người biến đến cực kỳ suy yếu bạch lão cùng hắc lão đồng thời nhìn về phía nam tử bạch lão hai mắt nheo lại nói ngươi thế mà có thể còn sống trở về nam tử ngẩng đầu nhìn về phía bạch lão vừa muốn mở miệng có thể sau một khắc cả người hắn trực tiếp mất đi thấy thế hắc lão nhướng mày chuẩn bị tiến lên cho nam tử chữa thương nhưng lại bị bạch lão ngăn trở hắc lão nhìn về phía bạch lão không nói gì bạch lão lắc đầu nói cho hắn chữa thương quá lãng phí thời gian nói người khác xuất hiện ở nam tử trước người ngay sau đó hắn duỗi tay nằm lấy nam tử đầu sau đó hắn hai mắt chậm rãi đóng lại anh mà cũng đúng lúc này nguyên bản té xỉu nam tử mở tròn mắt giờ phút này hắn biểu lộ vô cùng dữ tợn tựa hồ ngay tại kinh lịch cái gì chuyện đau khổ hắc lão nhìn lấy tình cảnh này trao mày siêu hồn siêu hồn lợi dụng thủ đoạn đặc thù dò xét người khác chỉ nhớ chỉ bắt quá phàm là bị siêu hồn người hoặc là biến thành ngu ngốc hoặc là tại chỗ qua đời hồi lâu sau bạch lão mở ra hai con mắt trong mắt tràn ngập băng lãnh cùng sát ý mà giờ khắc này nam tử hai mắt ngốc trệ thỉnh thoảng còn ngốc cười một tiếng hiển nhiên hắn đã choáng váng Bạch lão mắt nhìn nam tử, lập tức vung tay lên, nam tử tại chỗ liền hóa thành một đạo xương máu, hoàn toàn biến mất trong phiến thiên địa này. Hắc lão nhìn lấy Bạch lão, ngươi theo hắn trong trí nhớ hiểu được cái gì? Bạch lão quay người nhìn về phía Hắc lão, sau đó đem nam tử trong trí nhớ lấy được tin tức nói ra. Nghe xong, Hắc lão thần sắc mang theo ngưng trọng. Cổ Hoan Nhi, Phiêu Miểu Tông, Mai Hoa Tông, Bạch lão đột nhiên nói, ngươi có giúp ta hay không? Nghe vậy, Hắc lão trầm mặc. Ha ha, Bạch lão cười ha ha, không có lại nói cái gì, quay người rời đi hắc lão nhìn lấy bạch lão bóng lưng thằng đến biến mất hắn mới bắt đắc dĩ thở dài ngay sau đó biến mất tại nguyên chỗ một ngày sau mai hoa tông hư không bên trên không gian đột nhiên vỡ tan bạch lão từ trong đó đi ra mà hắn đi ra trong nhảy mắt một cỗ lực lượng kinh khủng trong nhảy mắt lên bao phủ tại toàn bộ mai hoa tông mai hoa tông tất cả mọi người sắc mặt đại biến áo ngẩng đầu nhìn về phía hư không trong mắt lộ ra hoảng sợ không biết tiền bối đến ta mai hoa tông có chuyện gì Lúc này, một thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người trong tai, ngay sau đó, một vị lão phu nhân xuất hiện ở Bạch lão đối diện. Lão phu nhân lưng đã có chút uốn lượn, đục màu hai con mắt, phảng phất đã trải qua vô số tuế nguyệt. Mai Hòa Tông tông chủ Mai Hồng Anh, Mai Hồng Anh nhìn lấy Bạch lão, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, tiền bối, ngữ khí rất cung kính. Bạch lão hai mắt có chút nheo lại, một cổ hàn ý từ hắn trên người tràn ngập ra. Mai Hồng Anh toàn thân run lên, vội vàng quỳ xuống, run giọng nói: "Tiền, tiên bối không biết ta mai hoa tông chỗ đó chưa chọc phải ngài bạch lão lạnh lùng nói người mai hoa tông đệ tử liên hợp những người khác sát hại ta từ phủ thánh địa thánh tử nghe xong mai hồng ánh sắc mặt trắng nhợt từ phủ thánh địa toàn bộ hạ tiên giới kinh khủng nhất thế lực một trong không thể nào mai hồng anh lớn tiếng phủ nhận nàng xem thấy bạch lão ngư khí khẳng định nói ta mai hòa tông nơi nào của cái kia lá gan dám liên hợp những người khác sát hại quý thánh địa thánh tử cho dù cho chúng ta một nghìn vạn cái lá gan chúng ta cũng không giả mà nói xong nàng tâm điều xích tại cổ họng trên phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp mặc kệ mai hoa tông người có hay không liên hợp những người khác sát hại giật phong nàng đều muốn của quyết phủ nhận nếu không phải như vậy toàn bộ mai hoa tông tại hôm nay liền sẽ hoàn toàn biến mất tại hạ tiên giới bạch lão lạnh lùng nhìn lấy mai hồng anh lập tức tay phải mở ra tường hân cùng tiểu lan dáng vẻ hiện lên ở hắn lòng bàn tay nhìn lấy hai cái này khuôn mặt quen thuộc mai hồng anh trong lòng đã ngã xuống đáy cốc cả người đều tuyệt vọng bạch lão nói hai người này là người mai hoa tông người á à? Mai Hồng Anh cắn răng, sau đó nói, đúng, các nàng là ta Mai Hoa Tông người, nhưng là ta hiểu rõ các nàng. Các nàng căn bản không thể nào đi liên hợp người khác giết quỷ thánh địa thánh tử. Nó bên trong khẳng định là có nguyên nhân. Bạch lão lạnh như băng nhìn lấy Mai Hồng Anh, không nói gì. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mai Hồng Anh giờ phút này như ngồi bàn trong. Thở mạnh cũng không dám, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hừ, bạch lão hừ lạnh một tiếng. Hy vọng các ngươi không có tham dự vào, nếu là tham dự vào, các người mai hòa tầm cũng không cần phải tồn tại nói xong hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa gặp bạch lão rời đi mai hồng anh hai chân mềm nhún tê liệt ngã xuống ở trong hư không cái chán không ngừng lấy mồ hôi lạnh lúc này nàng bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh bọn hắn nhìn lấy mai hồng anh trong mắt lộ ra nghi hoặc có người hỏi tông chủ vừa mới ngài cùng cái kia tiền bối nói cái gì rồi mai hồng anh trầm mặc một lát sau đó liền đem bạch lão nói với nàng hết thảy nói một lần hồi lâu sau nghe xong mai hồng anh lời nói giữa sân tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám từ phủ thánh địa tường hân cùng tiểu lan lại dám giết từ phủ thánh địa thánh tử nàng 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 các nàng là gan cũng quá lớn từ phủ thánh địa thánh tử đó là có thể giết sao mọi người giờ phút này đều bị dọa dạ cho phát sợ mai hồng anh đột nhiên nói tốt nghe vậy giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại chỉ bắt quá trên mặt tất cả mọi người vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy trong mắt hoảng sợ có thể thấy rõ ràng từ phủ thánh địa á nhân gia chỉ cần tùy ý xuất thủ bọn hắn mai hòa tông liền có thể diệt tông cho nên bọn hắn giờ phút này rất sợ sợ từ phủ thánh địa đến tìm bọn hắn mai hoa tông tính sổ sách đến lúc đó mỗi người bọn họ đều phải chết mai hồng anh lúc này nói đợi nàng hai trở về lại nói a à. nghe vậy giữa sân tất cả mọi người trầm mặc sau một lát bọn hắn gật một cái hiện tại giống như cũng chỉ có thể dạng này ai mai hồng anh thở dài một nhưng tiếng ngẩng đầu nhìn về phía không trung giờ phút này nàng cả người dường như già nua rồi mười mấy tuổi phiêu miểu tông một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong một vị trung niên nam tử đang ngồi ở chủ vị Trung niên nam tử vóc người khô ngô, người mặc một bộ áo bào xanh, phiêu miểu tông tông chủ, cũng là cổ Hoan Nhi phụ thân cổ Hà. Mà tại cổ Hà sau lưng, một vị phụ nhân chính đang cho hắn nắm bắt vai. Phụ nhân dáng người cực kỳ mê người, làm cho người nhìn lên một cái, liền sẽ chảy máu mũi. Cổ Hoan Nhi mẹ Khương Oánh. Khương Oánh lúc này lo lắng nói, không biết Hoan Nhi giờ phút này thế nào, có hay không gặp phải nguy hiểm. Cổ Hà mỉm cười, dưới tay nắm lấy Khương Oánh tay, nói khẽ, yên tâm đi, Hoan Nhi không có việc gì, phải biết trong cơ thể nàng có thể là có ta một đạo thân hồn mà lại trong tay nàng còn có một khối thân hồn lệnh làm sao có thể sẽ có việc khương oánh lắc đầu thế nhưng là ta vẫn là lo lắng dòng sông cổ lo lắng cũng vô dụng ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng trở thành nhà ấm bên trong bông hoa sao khương oánh nói ta tình nguyện nàng thành bông hoa ta cũng không muốn nàng bị nguy hiểm Ngươi. cổ hà một mặt bất đắc dĩ muốn nói cái gì có thể lời vừa tới miệng hắn cứ thế mà nén trở về khương oánh u oán nhìn lấy cổ hà ngươi cái kia biểu tình gì ta lo lắng nữ nhi của ta có vấn đề gì ngươi cho rằng ta giống ngươi à nữ nhi của mình tuyệt không quan tâm đến lúc đó nếu như huân nhi ra chuyện ta không để yên cho ngươi nghe xong cổ hà cười khổ nói ta có thể cũng chỉ có huân nhi cái này một cái bảo bố nữ nhi sao có thể có thể không quan tâm nàng đâu chỉ là nàng hiện tại trưởng thành cần kinh nghiệm một ít chuyện mới sẽ trưởng thành khương ánh đột nhiên nói ta không nghe nói nàng đặt ở cổ hà trên bờ vai tay phải bỗng nhiên dùng lực anh cổ hà tại chỗ kêu thà một tiếng về mặt nhăn nhó ta ta sai rồi đừng năn Hừ, Khương Oánh hư lạnh một tiếng, không để ý đến Cổ Hà, tiếp tục dùng lực. Lúc này, Cổ Hà đột nhiên bắt lấy Khương Oánh tay, thần sắc cũng tại lúc này biến đến nghiêm túc lên. Khương Oánh thấy thế, nghi ngờ nói, thế nào? Cổ Hà ngưng tiếng nói, Vương Huy tên kia tới.